thăm trường cũ, nhiều nét đổi thay tương mãi dịu mờ. Bên hiên hàng dừa tiếng những bạn xưa, mây xa có còn đôi đứa vẫn yên vui sống đời học trò. Bâng khuâng đời chờ người sao chẳng đến, coi lá hội hoa chỉ thấy im lìm. Dạ vâng. Trung tâm điện tử Cao Phong xin kính chào các bác và toàn thể nhâm đam mê âm thanh yêu ca hát. Xin chào anh Nguyễn Thái Hòa, địa chỉ xóm Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Hôm nay điện tử Cao Phong sẽ test chất âm những cặp loa bãi xịn V3, model là V3X8i, dòng loa monitor hay còn là loa lời, tăng cường tải lời trong mọi cấu hình âm thanh nghe nhạc và hát karaoke, có nghĩa là trong dàn nghe nhạc và dàn hát karaoke đều rất là quan trọng. Vâng, các bác đang sở hữu cho mình những dàn karaoke hoặc là những dàn nghe nhạc mà thiếu tiếng lời, tức là thiếu cái giải trung, giải mid, thì các bác chỉ cần tăng cường một cặp loa bãi xịn V3, model là V3X8i, hàng đẹp xuất sắc. Vâng, đẹp xuất sắc, zin nguyên bản. Đó, được sở hữu cho mình một bát trung 20, gân vải lụa tẩm dầu, tất cả bát tép và vân tần, loa trong tình trạng nguyên zin, đẹp xuất sắc các bác nhé. Đó, một bát 20, các bác nhìn này ạ, bác Thái Hòa và các bác cùng ngắm nhìn. Một bát 20, gân vải lụa tẩm dầu, đây, dầu, lớp dầu hắn còn rất là dính tay nhé. Tất cả các đường chỉ nét rất là tinh xảo và gọn gàng, hàng đẹp, đây là hàng nguyên zin, bao zin cho các bác cũng như là bác Thái Hòa. Hai lỗ thoát hơi này, phía đằng trước này khi úp căng vào nó khuất đi, rất là đẹp. Và một chép, đó, thùng của những dòng loa bãi xịn là thùng gỗ ép 9 lớp và sơn sần bóng, là đặc trưng của tất cả các model hàng bãi xịn của V3, trong đó có V3X8i. Và một mặt căng có một cái đường sọc chạy ngang một logo V3. Đó, phía bên trong này có một cái lớp nỉ bảo vệ chống bụi. Đó, khi đặt vào thì tất cả bát và phân tần cũng như là tép được bảo vệ chắn bụi rất là tốt và sạch sẽ. Tăng cường những cái giải lời, giải mid, tức là giải trung cho mọi cấu hình âm thanh và hát karaoke, nó sẽ nhẹ, sẽ sáng và sẽ tươi lên rất là nhiều. Thì hôm nay điện tử Cao Phong tiếp tục lại giới thiệu cũng như là test chất âm một cặp loa bãi xịn V3X8i cho anh Nguyễn Thái Hòa, xóm Kim Thành, huyện xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Xin mời anh xem hàng và nhận hàng điện tử Cao Phong. Đây là những cặp loa bãi xịn của V3, em bao zin, bao xịn cho các bác. Ở phía bên trong thùng vách. Còn riêng lưu ý với các bác là tất cả các dòng loa bãi của V3 thì thường là cái lớp bên ngoài, đây, cái lớp bên ngoài vỏ này nó sẽ xấu, mốc meo. Nó là bãi mốc meo thì theo yêu cầu cũng như là về hình thức thì chúng em sẽ cố gắng là tuốt, có nghĩa là bay sơn lại một chút, có nghĩa là bay cái bụi sương mù, bay công nghệ, bay khéo tay và bay rất là kỹ thuật, rất là tốt để các bác có những cái hình dáng bên ngoài nó đẹp để các bác chơi trưng bày. Đây là tốt cho các bác nhé, tốt cho các bác. Đó, chúng em sẽ mất tiền sơn, mất tiền công, nên là tốt cho các bác. Còn cái thùng này chắc chắn là nó sẽ còn rất là đẹp, của nguyên zin, không bị mất gọi sứt mẻ, nứt không gì cả nhé các bác nhé. Còn cái quan trọng này, các bác lưu ý quan trọng là cái bát này, bát chung này và cái tép này cũng như là cái phân tần của bên trong nó còn nguyên zin của nhà sản xuất. Đó là cái quan trọng nhất đối với các bác. Còn cái thùng vách này các bác này quay nó còn rất là đẹp luôn này, không bị vỡ vàng chảy xước gì coi nhé. Đó, như này thì quá chất rồi, nên là các bác lưu ý. Có những bác rất là thấu hiểu cái vấn đề là thùng của những dòng loa bãi thì nó sẽ mốc, chứ không phải là về trưng bày thì nó xấu, nên là có yêu cầu là bay sơn cho các bác. Nên là nhiều bác lại khắt khe trong cái việc là bay sơn, nhưng bay sơn thực ra là tốt cho các bác. Đó, lưu ý, nó tốt cho các bác bởi vì trang trí nó đẹp. Nên là chúng em bay sơn là chúng em mất công và mất tiền sơn, nên là các bác lưu ý, nên là tốt cho các bác, nên là cái hình thức của nó sẽ đẹp lên rất là nhiều. Đấy. Nên lưu ý với các bác là như vậy thôi. Còn tất cả loa trong tình trạng nguyên zin, bát, tép và phân tần. Đấy, bao zin cho các bác. Cặp loa V3X8i này hàng rất là chất, tăng cường giải đời cực kỳ hay, rất là hay luôn. Vâng, xin cảm ơn các bác cũng như là anh em đã theo dõi video. Và các bác có nhu cầu với những cặp loa bãi xịn V3X8i thì xin mời các bác liên hệ với điện tử Cao Phong, số điện thoại 0772 600096. Em giao hàng toàn quốc và các bác xem video xin mời các bác nhấn đăng ký kênh điện tử Cao Phong.
để được cập nhật các video mới, các sản phẩm mới chính hãng. Vâng, cảm ơn các bác và anh em rất là nhiều. Anh lên đường đó, rất là hay luôn, tăng cường cái giải lời.